Kính chào các bạn, tôi là giảng viên của Kế toán Việt Hưng. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về nội dung cũng như là hình thức học đối với khóa học thực hành kế toán khách sạn. Loại hình khách sạn là loại hình đặc thù, do đó để có được những cái hồ sơ chứng từ đầy đủ của kế toán khách sạn thì các bạn tham gia thực hành tại Kế toán Việt Hưng để giáo viên của trung tâm sẽ chia sẻ tới các bạn. Đối với lĩnh vực này thì ngoài việc kế toán biết kê khai hạch toán lên báo cáo thì kế toán còn phải chuẩn bị được hồ sơ giấy tờ đăng ký tạm trú tạm vắng cho khách khi ở qua đêm, để nếu như có cơ quan công an vào kiểm tra thì chúng ta có thể trình đầy đủ giấy tờ để chứng minh rằng khách ở tại khách sạn của chúng ta là hợp lý và hợp lệ. Trong cái quá trình học thì giáo viên sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách làm hồ sơ đăng ký tạm trú tạm vắng. Còn về các công cụ sử dụng cho khách sạn thì kế toán cũng cần phải biết cách phân bổ vào từng phòng buồng như thế nào sao cho hợp lý, ví dụ như là giường, tủ, bàn, ghế, chăn, ga, gối, đệm thì chúng ta sẽ phải phân bổ hạch toán như thế nào, thời gian phân bổ ra sao để khi quyết toán mình vẫn được ghi nhận vào làm chi phí hợp lý. Các chi phí liên quan ví dụ như là chi phí giặt là hoặc chi phí vệ sinh thì chúng ta sẽ phải tập hợp vào tài khoản nào để cuối kỳ phân bổ tính giá thành. Các chi phí thuê xe vận chuyển khách từ nơi khác đến khách sạn của chúng ta thì chúng ta cần phải có những giấy tờ hóa đơn hợp đồng như thế nào. Rồi các chi phí tiền điện, tiền nước chúng ta phải phân bổ theo mặt bằng mà chúng ta đã thuê để làm khách sạn. Thì chúng ta vừa phải phân bổ vào cho khách sạn, vừa phải phân bổ vào cho bộ phận văn phòng với tỷ lệ phù hợp nhất định để làm sao mà chúng ta chứng minh được đúng là những cái chi phí đã phân bổ vào cho từng buồng phòng là như vậy và phân bổ cho chi phí của quản lý doanh nghiệp là đúng. Thì giáo viên sẽ hướng dẫn cho chúng ta căn cứ vào cái hợp đồng thuê nhà hay là căn cứ vào tài sản cố định để chúng ta phân bổ. Các chi phí sửa chữa liên quan đến khách sạn, nếu như mà công ty chúng ta đi thuê thì chúng ta sẽ phải hạch toán vào 242 hay hạch toán vào 241 để kết chuyển sang 211, thì cái đó giáo viên sẽ hướng dẫn cho các bạn. Quay trở về nội dung của khóa học, đối với hình thức học của Kế toán Việt Hưng là Kế toán Việt Hưng chuyên dạy kế toán online, tức là giáo viên sẽ gọi điện nói chuyện với học viên qua Zalo hoặc Facebook hoặc Skype, còn hướng dẫn học viên bằng phần mềm UltraView, phần mềm điều khiển máy tính từ xa. Và phần mềm thực hành sẽ là phần mềm kế toán MISA. Học viên chỉ cần có máy tính kết nối mạng là chúng ta có thể học được với lại giáo viên. Đối với khóa học kế toán khách sạn thì chúng ta cũng có các nội dung. Thứ nhất là xử lý số dư đầu kỳ, tức là số dư của cuối năm trước sẽ là số dư của đầu năm sau, thì chúng ta sẽ phải chuyển lên như thế nào và xử lý những cái số liệu đang sai sót ra sao thì giáo viên sẽ hướng dẫn cho các bạn. Thứ hai là xử lý các hóa đơn chứng từ phát sinh ở trong kỳ, ví dụ như là hạch toán các hóa đơn mua vào, hạch toán hóa đơn bán ra, rồi hạch toán lương, ngân hàng, bảo hiểm, cách phân bổ công cụ, khấu hao tài sản cố định, cuối kỳ tập hợp chi phí và tính giá thành. Về cái vấn đề tính giá thành này thì chúng ta cần phải biết đưa những cái chi phí nào là chi phí hợp lý để sau này chúng ta tính giá thành buồng phòng, và phải lựa chọn phương pháp tính giá thành phù hợp với loại hình khách sạn. Chúng ta không thể chọn phương pháp tính giá thành theo giản đơn được, và cũng không thể chọn theo phương pháp đơn hàng hay hệ số tỷ lệ. Chúng ta phải lựa chọn phương pháp phù hợp để khi tính giá thành nó lên số liệu chính xác cho các bạn, và khi quyết toán chúng ta dễ giải trình những cái chi phí đó. Nội dung sẽ có ở trong khóa học kế toán khách sạn tại Kế toán Việt Hưng. Về vấn đề sổ sách kế toán, khi mà chúng ta cần phải in ra để khi quyết toán, đoàn kiểm tra thuế sẽ kiểm tra số liệu của chúng ta xem đã khớp giữa sổ chi tiết và sổ cái hay chưa, thì giáo viên sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách in sổ sách cuối năm. Đối với nội dung cụ thể của khóa học kế toán khách sạn, sau khi các bạn thanh toán học phí cho Kế toán Việt Hưng thì Kế toán Việt Hưng sẽ cấp cho các bạn một cái tài khoản để truy cập vào giáo trình online. Các bạn có thể click vào chữ vào lớp để chúng ta đăng nhập. Khi chúng ta đăng nhập vào xong rồi thì các bạn có thể vào khóa học của tôi. Ở đây chúng ta học khóa kế toán khách sạn, chúng ta có thể chọn khách sạn 2017. Cũng giống như nội dung đã giới thiệu,
Về khóa học thì bên trong của khóa học cũng có các phần, các buổi. Ví dụ như là buổi 2 sẽ là xử lý số dư đầu kỳ. Từ buổi 3 trở đi sẽ là hạch toán các hóa đơn mua vào bán ra, công cụ, tài sản, lương, ngân hàng, bảo hiểm, kê khai thuế, tính giá thành. Để xem chi tiết của các buổi thì các bạn có thể click, ví dụ tôi click chuột vào tài liệu kế toán buổi 3, nhấn xem nội dung. Bên trong sẽ là các hóa đơn chứng từ phát sinh ở trong kỳ, trong năm. Đây là hóa đơn mua vào, phiếu chi đi kèm hóa đơn, rồi các loại giấy nộp tiền, giấy báo có của ngân hàng, rồi các bảng kê chi tiết. Đấy, tất cả những cái nội dung này chúng ta sẽ được học tại Kế toán Việt Hưng. Khi các bạn tham gia khóa học tại Kế toán Việt Hưng thì Việt Hưng cam kết là các bạn học thứ nhất là với chứng từ thực tế của loại hình doanh nghiệp mà các bạn cần học. Thứ hai là học là các bạn sẽ làm được, và trong quá trình làm việc có gì không hiểu thì các bạn sẽ lại hỏi giáo viên hoặc hỏi trung tâm để được hỗ trợ. Và thứ ba là các bạn sẽ được chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ các giáo viên đang đi làm thực tế tại công ty về khách sạn. Để hiểu hơn về Kế toán Việt Hưng thì các bạn có thể xem đánh giá học viên. Đây chính là các cái đánh giá học viên đã từng học tại Kế toán Việt Hưng. Các bạn có thể click vào xem tất cả các đánh giá của học viên. Hoặc chúng ta có thể tham khảo kênh YouTube để biết được hình thức học tại Kế toán Việt Hưng. Kéo thanh cuốn xuống bên dưới sẽ có YouTube, chúng ta click vào đó. Đây là các video mà Kế toán Việt Hưng đã từng dạy các học viên trên cả nước. Thì chúng ta có thể click vào để xem, tham khảo thêm về hình thức học. Như vậy là tôi vừa giới thiệu cho các bạn về khóa học thực hành kế toán khách sạn tại Kế toán Việt Hưng. Tôi hy vọng sự hợp tác của các bạn với Kế toán Việt Hưng trong một ngày gần nhất. Chúc các bạn thành công!